Xin uh, kính chào quý vị. Greeting to you my brothers and sisters. Đặc biệt uh, hôm nay trong ngày Mother's Day xin uh, gửi đến quý bà, quý cô một lời chúc mừng và cầu xin Thiên Chúa ban phước trên tất cả quý vị. Especially today is Mother's Day and we like to send you uh, all the mothers greetings and congratulations. À uh, thưa quý vị trên thế giới này có rất nhiều kỳ quan on uh, in this world there are so many uh monuments or um uh, great uh places à, nhưng có thể nói rằng uh, người mẹ là kỳ quan vĩ đại nhất uh, mother is a great uh, great example of that uh, greatness à không phải vì phụ nữ đẹp not because they are so beautiful nhưng bởi vì uh, tấm lòng của họ còn đẹp hơn cái diện diện mạo bên ngoài. Um uh, but because of uh, the beauty, the inner beauty uh, which is far more exceeding than their outside beautiful appearance. Um uh, người mẹ có thể thay thế cho tất cả mọi người. A uh, mothers can uh represent all kinds of people. Uh, có thể nuôi chừng, uh, trên 10 đứa con. Uh they can raise uh, maybe more than 10 children. À nhưng mà nhiều khi 10 đứa con đó không nuôi nổi một bà mẹ. Yet sometimes or many times those 10 children cannot take care of that one mother. À hy vọng chúng ta không phải chỉ ca ngợi à, những người mẹ mà thôi. Uh, today we just uh, didn't just praise their uh, all the mothers. Nhưng uh, chúng ta sống trong sự dẫn dắt của lời Chúa. But we uh, walk in the guidance uh, of God. À không phải chỉ đến ngày lễ mẹ thì chúng ta gọi điện và gửi quà cho mẹ. Uh, not because it's Mother's Day and we would call and send texts and messages to mothers. Uh, nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta một cái thái độ đúng đắn nhất đối với người mẹ. But the Bible teaches us uh, to have the right attitude towards our mothers. Uh, đó là chúng ta cần phải hiếu kính đối với cha mẹ chúng ta. And that is we have to honor our mom and dad. À, tại sao chúng ta phải hiếu kính cha mẹ mình? Why do we have to honor our mom and dad? À, bởi vì Thiên Chúa đã dựng nên tất cả muôn vật. Because God has created all of His creations. Và Ngài đã đặt một cái trật tự mà chúng ta thấy là không thể thay đổi. And He has placed these orders that cannot be replaced. Và bởi ơn của Thiên Chúa, Ngài đã cho quý vị có người cha và người mẹ. And by the grace of God, we have our father and mother. Và đó là cái trật tự không thay đổi được. And that is the order that cannot be replaced. À, cha mẹ chính là bàn tay nối dài của Thiên Chúa. Uh, our parents are the extended hand of uh, Father God. À, không phải chỉ nói với con người của chúng ta mà thôi. Uh, not just uh, to our human kind. Nhưng quý vị có thể nhìn thấy những con gà mẹ, những con chim mẹ cũng yêu và hy sinh cho con mình như vậy. And we can see in uh, creations their uh, mother hen or their uh, the birds uh, they they sacrifice their own lives for their children. Điều đó để cho chúng ta biết rằng người mẹ sẽ dĩ tốt đẹp và rất là dễ thương là bởi vì Thiên Chúa đã ban cho họ điều đó. And you can see that mothers are so lovely and beautiful because God has placed those uh, virtues in their hearts. Người ta nói rằng là người mẹ có thể uh, không tốt với một ai đó nhưng mà đối với đứa con của mình thì tuyệt đối là tốt. And uh, people say uh, the mother can um, sometimes uh, not uh, so good to others but to their own children they are very good. Và chúng ta nghe không biết bao nhiêu những câu chuyện những bà mẹ đã lam lũ suốt cả cuộc đời để mà nuôi cho những đứa con. And we have heard stories <laughs> of uh, many mothers who have worked hard Uh, labor hard and toys to uh, raise and take care of the, uh, her own children. Ba mẹ đã nói dối. Uh, many mothers uh, have lied. when her children ask, mom, are you tired? and uh, she would uh, smile and uh, lie uh, that uh, she's not tired. Hỏi là tại sao mà mẹ ăn toàn là xương không vậy? Thì mẹ nói rằng mẹ thích ăn xương. And uh, when when asked, mom, why are you eating all these bones? And she would lie and say, oh, because I like these bones. Có nhiều bà mẹ khi phát hiện rằng mình đã mang thai và vì sức khỏe cho nên phải cái đứa con này không thể được sinh ra. And um, many moms because uh, of their uh, their their own health when she uh, carried with child mặc dù chưa thấy mặt đứa con đó even though she uh, did not see their their uh, child yet nhưng những bà mẹ đó rất là mạnh mẽ và thẳng thắn không có gì do dự hết trả lời rằng là phải để cho con tôi sống and she would firmly and sternly say no let my children live nếu mà sinh con mà tôi phải mất mạng thì tôi rất là vui lòng And if uh, after giving birth or during birth and I have to lose my life, then I'll be glad to do it. Chúng ta không có đủ lời để có thể nói lên được cái tâm lòng của người mẹ. And we cannot have enough words to describe the hearts of the mother. Và càng cảm động trước cái tình của người mẹ thì tôi lại càng cảm động trước cái tình của Thiên Chúa. And the more we feel or deeply touched by the love of the mothers, uh we feel much more uh deeply touched or impacted by the love of God. Bởi vì thì Chúa yêu chúng ta hơn là cha mẹ chúng ta yêu. Because because our Father God loves us more than our parents earthly parents loved us. Giận nó lặng nếu có một trường hợp nào đó mà cha mẹ khi cha mẹ bỏ tôi thì Đức Chúa sẽ tiếp nhận tôi. And the Bible said that uh, under some circumstances when their, uh, the, the parents would forsake their own children then God would welcome them. Cha mẹ chúng ta nuôi chúng ta đến 18 tuổi nhưng mà Thiên Chúa ngài bảo bọc chúng ta suốt cả cuộc đời. Our parents may have raised us uh, until uh, 18 years old but God father loves us and take care of us all of our lives. Chúa nó ngày bồng ẩm chúng ta khi chúng ta về già cả. And the Bible said that the Lord will carry us and take us into his bosom uh, even when we are old. Khi chúng ta sắp từ giá cuộc đời này có lẽ không ai không ai còn gọi là có rất nhiều những cái lưu luyến với chúng ta. And when we are old or in our old age and we are about to depart from this life there's nothing that we would linger on. Nhưng Thiên Chúa chờ đợi chúng ta để rước chúng ta vào nhà của Ngài and our father god would uh, wait for us and to welcome us into his home. Chúa thật yêu thương chúng ta. God truly loves us. Tôi có một người mẹ rất là yêu tôi. I have a, a, a mom who loves me so much. Nhưng tôi thưa quý vị rằng thiên chúa còn yêu tôi hơn là mẹ tôi nữa. But I'm telling you my god loves me even more so than my mother. Và mỗi lần à, Nói về tình yêu của của cha mẹ thì tôi lại càng cảm thấy phải yêu Chúa nhiều hơn. And want talk about the love Và Thiên Chúa dạy tôi và quý vị rằng phải kính yêu Thiên Chúa. And uh, the Lord has uh, commanded us to honor to love God. Hãy hiếu thảo đôi cha mẹ. And to honor our Có một số người hiểu lầm về cái sự hiếu thảo. And uh, many people have uh, misunderstood about honoring our uh, parents. Có nhiều người nghĩ rằng là mình lập bàn thờ thật là lớn rồi cúng dỗ thật là to thì đó là hiếu thảo. They misunderstood that uh, they have to uh, have a big altar uh, set up and uh, offer many offerings on that altar. Có một số người không hiểu thì nó là những người theo Chúa đó là bỏ ông bỏ bà. And those who did not understand, they would say, oh, the Christians have forsaken their uh, forefathers and mothers. Tôi tin rằng quý vị đã học ở trong đạo đức học. And I believe that when you learn about humanity. Và người ta đã định nghĩa hiếu thảo tức là những cái hành vi mà chúng ta đối xử với cha mẹ mình. And they have honoring our parents and conducts. Chúng ta đối xử thế nào để cho cha mẹ chúng ta vui lòng? Uh, the way and how we treat our parents uh, are to bring uh, pleasures or please to please them. Ở trong uh, câu trong trong ngôn đường 15 câu 20. In uh, Proverbs uh, chapter uh, 15 verse 20. À, uh, đứa con khôn ngoan thì làm vui lòng cha mẹ. Uh, the wise sons uh, would uh, please their parents. Nhưng mà những đứa ngu muội thì khinh bỉ mẹ nó. But the foolish one would despise their mother. Ở trong uh, phục truyền ở uh, trong trong ngôn đoạn 20 câu 20. In Proverbs chapter 20 verse 20. Thì nói rằng là có những đứa con rủa xả cha mẹ mình. Uh, it said there are those uh, children who curse their own parents. Ở trên đời này quý vị thấy không 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 ít những cái đứa con mà vong ơn bội nghĩa. Uh, there are uh, those who uh, children who uh, did not uh, honor their parents and they did not uh, Uh, displayed their gratefulness to their parents uh, they despise their uh, father and mother when they become old when their parents could not make or earn any money when their parents uh, feel sick and just lay there motionless and the bible said there are those children who despise their parents. Có những đứa con lại rủa xả cha mẹ mình. There are those children that curse their own parents. Còn một số đứa khác thì không biết ơn. And those others uh, display their ungratefulness. Có một gia đình kia có bốn đứa con. Uh, there, uh, there is a family that have four children. Và ông cha đó ông ông nghe lời như đứa con ông chia tất cả gia tài cho bốn đứa con đó. and uh, the father listened to their uh, the, the children and divide their uh, the treasures and uh, their fortunes to all oh dad you are old and uh, you should have not uh, have kept uh, these money just divide them uh, among us and we'll take care of you And uh, one after the other, he 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 came to them. Nó chỉ nuôi ông vài ngày đầu. Uh, they only take care of their uh, the father for a few days. Nhưng mà sau đó thì nó nó thôi. À, cha đi qua cái người con người em người em con đi. And uh, after a few days, uh, he would say, "Oh, Dad, uh, why don't you go to my uh, younger brother?" Rồi cũng vậy đứa em sau một thời gian ở nuôi cha mẹ thì nuôi, thì cuối cùng nó bảo hãy đi đến với cái đứa 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 kế đấy. And uh, after some time, uh, that person would say, Dad, why don't you go to your, uh, your, your other son? Và tất cả đứa nào cũng có thay đổi giống như nhau. And all of those children have the same attitude. Ông phải sách gói đi ra bên ngoài để kiếm chỗ ở. And the father has to pack up and uh, the luggage or whatever the back and and move out and uh, find a place to live. Ông tới nhà của một ông bạn già khác. And he came to uh, a house of his uh, old friend. Ông bạn già nghe câu chuyện và nói với ông rằng. And uh, his old friend listened to the story and told him. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với các con ông. Uh all right, I'm going to talk to your children. Và bắt đầu ông đi rỉ tai từng đứa con. And uh, he would come and uh, Uh, talk to one each uh, of the sun. ông nói rằng là ba cái tự bay chưa hết gia tài đó ông còn một cái rương của cái rất là giàu có để bên tao. Oh, your father did not uh, give all of his uh, fortunes yet. He's ông nói rằng a, là đứa chest. nào hiếu thảo thì sẽ chia gia tài cho đứa đó. And uh, whoever uh, is honoring their the parents will uh, have their fortune. Và bốn đứa con nó bắt đầu nó lần lượt nó tiếp đón cha của mình. And these four children, one after the other, uh, takes turn to take care of uh, their father. Ông ông rằng là ông ông già không Oh, they're, um, they're his luggage, his valise is at my home. và lo cha là tốt And um, he would say, whoever taking good care of uh, their uh, father and even their uh, in determine then I'll I'll divide the the treasures bốn đứa con nhau rất là tốt and all four children take good care of the father vì nó nghĩ rằng nó sẽ được chia gia tài because he thought he will get that treasure và cũng sau một thời gian ông đó cũng chết thiệt ông già chết thiệt and after some time the father die và bây giờ mới uh, sau khi lo cái đám tang rất là lớn and after the big uh, funeral thì cái vali đó được mở ra And their, uh, luggage or the was open. Và ông bạn già đó mới đưa ra cái tờ di chúc. And uh, their old friend uh, brought out the will. Và trong cái vali đó không phải là của cái vàng bạc gì hết. And in that uh, uh, luggage, uh, there's nothing in there. Toàn là đất mà ông bỏ trong đó mà thôi. Uh, just dirt. Và trong cái câu đó có ghi một câu người nào mà có của cải trao cho con của mình thì cũng giống như vậy đó. And uh, in their uh, luggage there was a, a, a sentence uh, whoever take his fortune and give it to their children is just like dirt. Trên đời này có rất nhiều người người ta không có hiếu thảo. Uh, in in this world uh, there are many children who are not uh, good good children. Nhưng thưa quý vị chúng ta hãy biết rằng Chúa dạy chúng ta mệnh lệnh đó là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. And we got to know God's command that is to honor our parents. Người theo Chúa có 10 điều răn. Um, uh, there, those who follow God, uh, there's a, a ten commandment. Và điều răn thứ năm đó là hãy hiếu kính cha mẹ người. And the fifth commandment is to honor our parents. À, kinh thánh dạy chúng ta rằng là đó là một cái mệnh lệnh mà có lời hứa. And that is a command that has a promise. Nếu chúng ta hiếu kính với cha mẹ mình, And if we honor our parents, như Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, just like the Lord God has commanded us, thì ngươi sẽ được sống lâu và có phước ở trên đất. You shall live your long life and be blessed on this earth. Và hãy nhớ rằng điều răn của Đức Chúa Trời truyền cho tất cả mọi người. And remember the commandment of God has uh, commanded all people. Chúng ta hiếu kính không có phải là cha mẹ mình có tiền của cho mình thì mình mới hiếu kính. Uh, we honor our parents not because they have money and fortunes but because we honor in god and there are those children uh, they uh, would not uh, pay attention to their parents if the parents do not have money there are many funerals where as their children are so mad at their parents they did not come back to attend. Bởi vì uh, nó cho rằng là cha mẹ chi không có đều. Oh, because uh, their parents did not divide their uh, spoils or their fortunes equally. Chúng ta hiếu thảo là không phải vì tiền của. Hết. We honor our parents not because of the money or the fortune. Nhưng bởi vì chúng ta biết ơn cha mẹ. But because we are grateful to them. Nếu cha mẹ không có tài sản gì cho chúng ta, chúng ta cũng phải hiếu thảo if the parents left behind nothing for to us we still honor have to honor them. Và hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Remember father god will bless you. Có rất nhiều đứa con đã giết cha mẹ mình để mà lấy tiền của. Uh, there are those children that kill their parents to uh, steal or to take their those fortunes. Và chúng ta tưởng rằng những người như vậy họ sẽ thành công. And they thought those uh, people like that will become successful. Nhưng không phải như vậy quý vị. No, not so. Kinh thánh nói rằng là ngọn đèn mà đối xử này cha mẹ sẽ bị tắt ở giữa đêm tối. And the Bible said the the lamb or the lamb uh, the, uh, the the, the wick of the lambs uh, of those children uh, will will be cut off. Sống trên đời này đừng có nhìn vào những cái điều gì mà người ta sẽ cho mình rồi mình mới cho người ta. Uh as we live on this earth don't just look at uh, the things that people give you or granted to you then you will give to them. Chúng ta cho bởi vì chúng ta yêu thương họ. We give because we love them. Nếu quý vị thấy có ai giàu có quá quý vị mời họ đi ăn thì chưa chắc là quý vị tốt. And if you see the the, the rich and they're famous and you invite them to a meal, it's not that you are good. À nhưng mà nếu chúng ta giúp đỡ cho một ai đó và người đó không có thể trả lại cho chúng ta thì chúng ta mới được phước. And if we help someone and those people cannot repay us, then we will be blessed. Vì vậy cho nên nếu cha mẹ chúng ta không có tiền bạc thì chúng ta càng phải yêu thương. And if our parents do not have money, then we need to love them even more. Nếu cha mẹ chúng ta không trả lại hay là không cho chúng ta gia tài, chúng ta càng là phải hiếu kính. And if they cannot or cannot leave a fortune behind uh, to us, then the more we have to honor them. Bởi vì Đức Chúa Trời trên trời sẽ nhìn thấy. And because our Father God into our hearts. Và Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. And he shall bless us. Người theo Chúa sống theo đức tin là như vậy. There are, uh, people who follow God and live by faith is just like that. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải yêu thương và quý trọng tất cả những người đã có công với chúng ta. And therefore we have to love and respect and honor those who have loved us. Ở trong uh, Timothy thứ nhất đoạn 5 câu 4. In first uh, Timothy chapter 5 verse 4. Kinh Thánh nói rằng là con cháu phải học làm điều thảo đối với nhà riêng của mình. Uh, the children and the grandchildren first must have learned how to honor people of their own. Cái chữ mà tôi muốn để ý đây đó là chữ báo đáp cha mẹ. And the words I want to pay attention is to repay to their parents. Vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Because that is pleasing to God báo đáp lại những gì mà cha mẹ đã hy sinh cho chúng ta repay or return to our parents because of their sacrifice for us kinh thánh luôn luôn dạy chúng ta lòng biết ơn the bible always teaches about a grateful heart mà nếu một người không biết ơn thì xin lỗi người đó không đáng là con người a person who is so ungrateful is not worthy to be a person con vật nó còn biết ơn Their animals is very grateful. Tại sao con người mình lại không biết ơn? How come we as human beings uh, would not be so grateful? Quý vị thấy rất nhiều người đã sống một cuộc sống không có biết ơn. Uh, you have seen uh, people, many people have lived a life of ungratefulness. Chẳng những không biết ơn nhưng mà người ta có thể nói xấu quý vị nữa. Not only that they are so ungrateful to you, but they would uh, bad mouth about you. Quý vị uh, thử đi giúp đỡ người ta try to help someone. Và một ngày nào đó quý vị không giúp nữa. And someday or one day you stop uh, helping them. Người ta có vui quý vị không? Are they uh, glad or happy uh, with you? Và quý vị càng giúp nhiều nhiều người chừng nào quý vị càng hận chừng đó. And the more uh, people that you help, the more you know sad that you may have feel. Tại sao vậy quý vị? How come? Khi người ta đã sẵn lòng người ta giúp mình. When they are so willing to help us. Hãy nhớ rằng chỉ có một ly nước thôi chúng ta cũng phải biết ơn. And even if they give us an, a, a, a cup of water, we have to be grateful. Hãy nhớ rằng có một ai đó chỉ nói một cái lời nào đó mà an ủi chúng ta, chúng ta cũng phải biết ơn. And even just one word of, a, a comfort, comforting word, we have to be grateful. Hướng chi là người đó đã bỏ ra rất nhiều công sức và cả tiền của để giúp cho chúng ta. Um, because uh, those people have uh, Who are their resources, their horses to help and assist us. And they have uh, calculated uh, to raise, in order to raise a child to their uh, 18th birthday. And if uh, you help that uh, child to college, and those money uh, cannot just count to a 100 millions in dong but uh, in billions. Cha mẹ đã không tiếc gì hết bỏ ra số tiền đó cho chúng ta. And their, the parents did not withhold or did not uh, spare them for helping their children. Nhưng mà khi chúng ta giúp đỡ lại cha mẹ có một chút gì đó bắt đầu chúng ta cảm thấy đã tin tưởng rồi. But uh, when we help our parents uh, a little bit of this and that, we are not so happy, we feel upset. Dạ chúng ta không thể trả nổi được cái công ơn của cha mẹ. And even though you cannot repay all of uh, our uh, parents hard work nhưng chúng ta phải đáp but we have to repay and return những the gì chúng ta có thể làm được anything and anything that you can do for them and the Bible said have to repay and return the favors to our parents how they don't need them tôi thấy nhưng bà mẹ thật là đáng thường. And I have seen those poor and wretched mothers. Chúng tôi đi xe. And uh, when we uh, got here in our cars, A Christian sister in, uh, uh, shared a ride with us. Chị được, đứa con nó gọi điện. And their, the child uh, called her chị nói, chị vui quá. And she said, "Oh, I'm so happy. Mà chị gọi thôi chứ nói gì." And uh, she just called, but didn't say much. Happy Mother's Day. That's it. <laughs> but that mother is so happy. <laughs> and she said, oh, I'm so happy. Thờ, nói, and uh, this morning, oh, I don't want to wear their long dress. Quá, oh. no, I feel sad, their, the children did not call. Nhưng đi đi xe bây giờ chị nói bây giờ vui quá. But now in the car she said, oh I'm so happy now. Quý vị có thấy không? Chỉ có một lời gọi điện. Just a call. Chị a nói, nói rằng không call. cần nó cho tôi bao nhiêu tiền hết á. And she said, oh I don't need any money from them. Nó chỉ hỏi thăm tôi là tôi mừng lắm rồi. Oh they just need to call and just ask me to see how I am doing. Nhưng mà nhiều đứa con cô không hỏi nữa. But those children would not call. Nhiều người không nói được một cái lời gọi là tôn trọng and uh, they would not utter a word of respect. Cái sự tôn trọng và cái sự báo đáp rất là quan trọng. Respect and honoring is uh, and return or repaying is very important. Có nhiều người chết rồi thì sắp mình xuống mà lại. And uh, they they waited until their parents uh, die and they fall prostrate or bow down. Tại sao còn sống nó không lại? Uh, how come uh, when they are still alive you don't bow or do something. Nếu chúng ta nói sắp mình xuống lại là một cái sự rất là tôn kính. tại sao we, chúng ta không lại? And if we say bowing down is some, an act that uh, show reverence, then why don't we do it? Những cha mẹ tôi nghĩ vui biết chừng nào khi chỉ thấy những đứa con tôn trọng mình. Our parents would be very happy when their children uh, honor and respect them. Nhiều lúc tôi về nhà nói chuyện với mẹ tôi. Uh, sometimes when I uh, went home and talked to my mom. And my mom is uh, very authoritative rồi, She's an elderly but she's uh, always in control and authoritative. Và chúng tôi thích đó. And we like that. Nhiên, and um, my, my my and uh, her my cannot be compared to each other. Bà nói những chuyện đôi khi rất buồn cười lắm. And she talk about <laughs> nonsense things. Nhưng mà rất là tự tin. <laughs> But very confident. Và <laughs> tôi cũng phải ngồi yên lặng mà dạ. And I have to sit quietly and saying yes. Cũng phải nói chuyện với mẹ tôi trong một cái tư thế rất là tôn trọng. I want to talk uh, to my mom from her uh, a posture of uh, showing reverence. Và mẹ tôi rất là vui. And my mom is very glad. Nhiều khi mẹ tôi không có cần tiền. My mom sometimes Does it need money. Nhưng mà lúc nào chúng tôi cũng muốn cho tiền mẹ thôi. And we always want to give her something. Để mẹ có power lắm khi mà mẹ có tiền. And uh, she feels powerful when she has some money. Mà cho đến này một chút, đến kia một chút, bà cảm thấy rất là vui. And uh, she would give someone a little bit here, a little bit there. Và tôi thưa quý vị rằng hãy tôn kính cha mẹ mình. And I'm telling you, let us honor our parents. Hãy làm cho cha mẹ mình vui. And uh please them make them make them feel happy. Ước gì cha và mẹ con được hớn hở. And uh wishing that your parents your mom and dad uh, would be happy and rejoicing. Hãy nhớ câu kinh thánh này quý vị trong ngôn Đoạn 23 câu 25. Remember this verse uh, of Proverbs chapter 23 verse 25. Và người sanh ra con lấy làm vui mừng. And the one who gave birth to you will be rejoicing. Đừng nói, đừng tỏ ra một điều gì khiến cho người buồn hết. Don't say or don't show anything that would make her heart break. Đó, đó là hiếu kính. That is honoring. Có nhiều khi cha mẹ không cần tiền chúng ta đâu. And uh, many times our parents didn't need our money. Nhưng cha mẹ đòi chúng ta phải tôn trọng. But they would uh, uh require us uh, the respect and the reverence. Phải biết rằng cha mẹ đã ra, đã hy sinh cho chúng ta. We have to know that they have sacrificed a lot for us. Còn chúng ta thì nhiều khi không biết gì cả. And for to us, sometimes we know nothing about it. Tôi đến thăm một gia đình kia. When I visit a certain family. Đứa con nó làm quan chức ở trong chính quyền. Their uh, their child uh, is now a certain officials in their government. Bà mẹ nó là một người bình thường. Uh, and uh, the mom would say, oh, that's just a normal person. Khi nó tiếp cho chúng tôi thì nó cũng muốn tỏ ra nó là ở một cái đẳng cấp nó rất là cao. And when he uh, greeted us or welcomed us, he would show uh, the, his status. Cho nên mẹ nó thì có những cái chuyện hơi vụng về. And uh, his his mom is kind of clumsy sometimes. Và nó la mẹ nó trước mặt tôi. And uh, he would uh, yell at the the mom In, in front of us. Nó làm như thế, nó tưởng là chắc là tôi sẽ nghĩ rằng là nó biết điều lắm. And uh, he thought that uh, by doing so to uh, his mom, then uh, then he would be a, a good one. Nhưng mà trái lại tôi nghĩ rằng sao mà đứa con này nó không hiểu biết gì hết à? But on the contrary, I I uh, think in in a, a different way that this one knows nothing about life. Tất cả những điều nó được đó là do mẹ nó. Everything that he has today is uh, coming from his mom. Nhưng bây giờ nó phủ nhận điều này. But now he discredited all that. Tại sao? How come? Tại sao càng học lại là càng không khôn? <laughs> How come the more he become uh, he, uh, he learn và tôi now he's not điều wise. Đó và tôi trách liền. And uh, I would uh, re uh, reprimand him right thế nói, there. Em không thể nói gì thế với mẹ em được. And I reprimanded him and say you cannot say that to your mom. Đừng nghĩ rằng là chúng ta có thường cha mẹ thì chúng ta sẽ được cao lên. And don't think that when we put down our parents then we will be lifted up high. Chúng ta càng vong ơn, chúng ta càng có thường những cái người có công ơn chúng ta, chúng ta không xứng đáng là con người. And the more that we show our ungrateful hearts and disrespect our parents, the more we are not worthy to be called human beings. Là những con người có đạo đức là những con người có trí khôn, chúng ta phải biết ơn. As moral uh, human beings, we have to be grateful. Hãy đem lại tất cả những cái công ơn mà những người đã làm cho chúng ta. Uh, let us recount and count their blessings, all the things that they have done for us. Và hãy báo đáp quý vị. Repay and return the favors khi chúng ta to sống như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. And when we live like that, the Lord God will bless us. Và những người yêu thương chúng ta sẽ sẵn sàng tiếp tục ban ơn cho chúng ta. And those who love us will continue to shower blessings upon us. Xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta có một cái thái độ thật là đúng đắn. May God help us so we will have a right Attitude và Chúa dạy rằng chúng ta phải hiếu kính cha mẹ mình. And the Lord teaches us that uh, we have to honor our parents. Chúng ta sẽ được sống lâu trên đất này. We shall live a long life. Và chúng ta sẽ được phước. And we shall be blessed. Khi tôi đi hầu việc Chúa. When I was serving the Lord. Thưa quý vị rằng làm chức vụ với Chúa rất là khó khăn. Um, As a servant of God, it's it's not easy. Mẹ tôi phải cung cấp tất cả mọi sự để nuôi cho tôi. My mom has to provide many things to us. Nhưng sau một cái thời gian tôi được mẹ tôi cung phụng. when I was uh, uh, by Tôi nhận ra rằng giàu tôi có đi hầu vị Chúa đi nữa thì tôi cũng không thể nào mà không có trách nhiệm đối với mẹ tôi. And I that even as a, a servant of God, I cannot be so irresponsible to my parents. từ đó tôi cầu nguyện Chúa ơi, Chúa cho con có tiền. And then I pray and ask the Lord, Lord grant me uh, money and success. Để con không phải ngửa tay nhận tiền của mẹ con nữa. So that I don't have to uh, uh, put out my my hands to receive money from my mom. Và con phải chăm sóc mẹ con. I have to take care of my mom. Và từ đó thưa quý vị, tôi cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi làm được điều đó. Uh, henceforth, uh, the Lord has allowed me to be able to do that. Và trong gia đình của tôi không có cái chuyện là chia phần ra để mà mà nuôi mẹ. And in my family we do not divided our responsibilities to take care of our mom. Nhưng có thể nói là chúng tôi dành nhau để mà nuôi mẹ. But we have to fight for that uh, opportunity and privilege to take care of mom. Ở chúng tôi mẹ không để lại gia tài gì nữa hết. Mom did not leave anything behind for us. Nhưng mà mẹ đã cho tất cả. But mom has given it all. Để về tôi khuyên quý vị. I I would uh, advise you. Những ai còn có cha mẹ Those who still have their parents. Những ai còn có những người mà đã làm ơn cho mình còn sống đấy. Uh, uh, those who still have people that are um uh, uh, people who who uh, did favors for you. Hãy báo đáp, repay and return the favors to them. Đừng chỉ nói bằng lời. Don't just say it in words. Nhưng mà thể hiện bằng cả cái cuộc sống của chúng ta. But show it with all your, your living. Người ta nói, đừng có nói cái lời cảm ơn mà phải sống như một người biết ơn. Don't just say a of thanks but live with a grateful heart. Đừng chỉ nói là xin lỗi nhưng mà hãy sống như một người biết lỗi. Don't just say words of apology but live as one who Who, who knows their sins and mistakes. Và khi ấy những người yêu thương chúng ta sẽ vui mừng then those who love us will be very happy. Ước happy. gì cha và mẹ chúng ta vui mừng. Wishing that our parents would be so happy and rejoicing. Câu đó có nghĩa rằng có những khi cha mẹ phải khóc. It means that uh, their time, are our parents have to cry. Phải bạc đầu. Have to uh, have their uh, hair turn gray. Có, hồi, có khi nào quý vị ân hận là quý vị đã hy sinh cho những người đó không? Have you ever feel so regretted that you sacrifice your life for them? Có rất nhiều người chúng ta đã làm ơn cho họ nhưng mà họ có thể không nghĩ gì đó. There are so many people that we have shown favors to them but they are so ungrateful. Họ nghĩ đó chỉ là bổn phận. They think it is your responsibility. Họ, chúng ta yêu thương nhiều quá cho nên họ nghĩ là chuyện đó là bình thường. And when we show so much love they think oh it's just normal. Nhưng thưa quý vị, nếu chúng ta có một thái độ như vậy là sai lầm when we have an attitude like that, we are wrong. Và chúng ta vi phạm luật đối với Thiên Chúa. We violate God's law. Ngài muốn chúng ta phải tạ ơn. Because we God wants us to give thanks. Ngài muốn chúng ta luôn luôn sống đời sống của một con người gọi là có đạo lý. And he wants us to live a uh, life as human beings who have moral being. Khi chúng ta sống hiếu thảo và biết ơn. When we are living with a grateful heart and honoring them cuộc sống của chúng ta sẽ gặp rất nhiều những điều tốt lành. Our life will encounter so many good things. Và tôi đã kinh nghiệm được điều này. And I have experienced these things. Từ khi tôi quyết định rằng bây giờ tôi phải lo cho mẹ tôi. Since the moment that I decided that I have to take care of my mom. Thì đời sống của tôi Đức Chúa Trời ban phước rất nhiều. My life has been blessed in so many ways from God. Mặc dù tôi hầu với Chúa nhưng tôi không thể nói là tôi hầu với Chúa mà tôi không thể hiếu kính cha mẹ. I cannot say because I'm serving the Lord then I would not uh, show honors to my parents. Tôi mời gọi quý vị hãy sống một cuộc sống thật sự hiếu thảo. I invite you to live a life that truly honoring your parents. Đừng chờ khi cha mẹ chúng ta chết rồi mới lại. Don't wait until your parents die then bow down and fall prostrate. Đừng chờ cha mẹ chúng ta chết rồi chúng ta, ta mua đủ thứ của rồi chúng ta dâng lên. Don't wait until your parents die and buy so many good things and offered on their altar. Your parents would not eat all these food or fruits. Just us who eat it or our friends would eat those. Therefore, the Lord teaches us that we have to honor our parents. Và Chúa ở cùng tất cả quý vị. May God be with all of us và phước quý vị. and bless you. Tôi mời quý vị chúng ta bước lên đây để cầu nguyện. I invite you to stand and step forward to the front here. Hôm nay chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho những người mẹ. We will pray especially for moms the mothers today. Những người đã hy sinh cho chúng ta. Those who have sacrificed for us. Đã yêu thương chúng ta. loving us. Cầu nguyện cho những người làm ơn cho chúng ta. Pray for those who have shown kindness and favor to us. Và cầu nguyện cho chính chúng ta and praying for us. Để xin Chúa cho chúng ta có thể sống một cuộc sống biết ơn. So that God will help us and to live a life of gratefulness. gratefulness. Chúa mời gọi tôi và quý vị hãy hiếu kính. The Lord invite us to honor our parents. Hãy biết ơn. To be grateful. Xin kính mời quý vị đồng đứng lên. Let us stand. Chúng ta cùng cầu nguyện. Let us pray. Chúa ơi. Oh Lord, our God. Chúng con hướng lòng về Ngài. We have our hearts toward you now, Lord. Trong ngày lễ mẫu thân hôm nay. On this Mother's Day today. Trước hết chúng con cảm tạ ngài. First and foremost, we give thanks chúng to you. Chúng con ngợi khen ngài. Vì rất yêu thương chúng con. Because you love us so much. Ngài đã ban cho chúng con những con người tốt trên trần gian này. You have given us many good people around us. Và những người đó thay thế Chúa đã yêu thương chúng con. And those good people have represented you to take care of us. bồng ẩm đã hy sinh cho chúng con to nurture us and to sacrifice for us. Họ xứng đáng để được tôn kính. They are worthy to be honored. Họ xứng đáng để được đền đáp. They are worthy to be repaid. Lạy Chúa hôm nay chúng con cầu nguyện cho họ. Today we pay, uh, pray for them. Xin ban phước lại cho những người cha, những người mẹ. Lord bless these moms and dads. Xin ban phước cho những người ân nhân. Bless all those uh, who have shown favors to us. Những người đã đem lại ích lợi cho chúng con. have brought so many benefits Xin ngài ở cùng họ. Be with them, O Lord. Xin ban phước cho họ. Bless them, God. Và xin ở cùng chúng con. And be with us. Để chúng con sống một cuộc đời. So that we will live a life. Hiếu thảo và biết ơn. That honors them and grateful L to them. Lạy Chúa xin đặt tình yêu này trong chúng con. O Lord, place this love in our heart. L lòng biết ơn này trong mỗi chúng con. This grateful heart in Để your suốt, heart. suốt cả cuộc đời này so that all of our lives chúng con sẽ làm vinh hiển danh ngài we shall glorify you chúng con sẽ đem lại sự vui lòng cho nhiều người we shall uh, bring happiness to many people chúng con hiệp chung và cầu nguyện and we join together in prayer danh Chúa Christ in Jesus name amen amen amen, xin Chúa ban phước xin mời bless you please return to your seat